Đôi khi có lẽ là những cái câu nói tình cảm họ muốn là gửi qua email, qua máy tính thì nó sẽ đến với người yêu thương nhanh hơn qua cái việc là gửi thư qua bưu điện, rất tốn thời gian, mất một vài ngày, thậm chí là hàng tuần. Tuy nhiên thì gần đây phong trào luyện chữ đẹp đã quay trở lại với rất nhiều trung tâm, rất nhiều lớp luyện chữ ra đời. Và người xưa có câu là nét chữ, nét người, nghĩa là nhìn qua nét chữ có thể đoán được phần nào tính cách của người đó. Chính vì vậy, việc rèn chữ đồng thời cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể rèn luyện được tính chỉn chu, cẩn thận và kiên trì. Vâng, đúng là như vậy. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với phóng viên của chúng tôi tham gia vào một lớp luyện chữ đẹp để xem việc luyện chữ sẽ mang lại những lợi ích như thế nào. Viết chữ đẹp là một trong những kiến thức cơ bản mà chúng ta được học khi còn mới bước vào ghế nhà trường. Đôi khi chỉ ngắm những dòng chữ đẹp do chính tay mình viết ra cũng là một sự thư giãn. Và không phải ai cũng có thể viết được chữ đẹp, ví dụ như tôi chẳng hạn. Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi sẽ đến gặp một người thầy và thầy sẽ giúp tôi có thể trau dồi được kỹ năng này. Trên những con phố cổ tấp nập, tôi đến với lớp học viết chữ đẹp của thầy Dương Thanh Tuấn nằm trên phố Hàng Mành. Thầy sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống ba đời làm nghề dạy viết chữ đẹp. Tài viết đẹp của thầy không chỉ có người dân trong phố cổ được biết đến, mà nhiều người từ khắp mọi miền Tổ quốc mong muốn tìm về đây để học viết chữ đẹp. Rèn luyện lại chữ viết của mình một chút, bởi vì từ lâu lắm rồi, nói chung là từ hồi cấp 1 thì còn được học viết nắn nót, chứ còn bây giờ lớn lên thì chữ bắt đầu nhiều khi mình nhìn thấy cũng xấu, dùng nhiều máy tính quá đúng không? Đã đúng rồi, nên là không biết mà chữ nhỏ ở đây đúng không? Vâng, em viết tên của em ở đây thì tôi sẽ mức độ viết thế nào rồi sẽ khó đấy, rồi sao và khắc phục. Cái chữ này của em bị gãy mất rồi. Cái chữ này là em viết theo kiểu chữ là chữ in, nó thiếu đi cái độ nhẹ nhàng đấy, và duyên dáng của chữ. Cái chữ này thì người ta chỉ dùng trong những văn bản hành chính thôi. Thầy nói chữ tôi chỉ mất khoảng từ 3 đến 4 buổi là có thể đẹp được. Tôi nghe mà thấy rất phấn chấn, vì chắc chữ mình cũng không đến nỗi quá xấu nên chỉ mất thời gian ngắn như vậy. Thầy giao cho tôi một số bài viết chữ cơ bản để tôi có thể bắt đầu ngồi luyện tập. Tôi thấy rất hứng thú vì lâu lắm rồi tôi không được viết vở ô ly, và xung quanh tôi đều là những bạn học còn rất bé tuổi. Tuy nhiên tôi không cảm thấy ngại ngần. Cảm giác này làm cho tôi nhớ đến một thời khi tôi còn mới bước vào trường học, một thời mà tôi còn rất ngây ngô và bỡ ngỡ. Và có một điều khiến tôi thấy thoải mái hơn khi trong lớp lại có những người bạn học có cùng độ tuổi với tôi như bạn nữ đây. Bạn ơi, bạn đến với lớp học viết chữ với mục đích gì vậy? Mình muốn tìm đến lớp viết chữ này để có thể về dạy thêm gia sư cho các học sinh tiểu học. Cái giờ phút mà khi bạn được ngồi trên lớp và học viết thì nó đem lại cho bạn những cái niềm vui và những cảm giác như thế nào? Đến đây học thì có nhiều các em nên là mình cảm thấy là nhẹ nhàng hơn, tìm được một chỗ để cảm thấy giải tỏa những bức xúc trong cuộc sống, cảm thấy yên bình hơn ở đây học với thầy và các em. Khi mà viết được chữ đẹp thì mình cảm thấy rất là vui, phấn khởi, bởi vì mình vốn là rất là thích viết chữ đẹp. Viết chữ đẹp không chỉ là rèn luyện chữ viết, mà nó còn là một cách để mọi người có thể rèn luyện tính cách và phẩm chất. Từng nét chữ đẹp tỉ mỉ được viết nên không chỉ bởi sự kiên trì của mỗi người, mà nó còn là một sự trân trọng những cái đẹp và thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh, đặc biệt là những người sẽ đọc dòng chữ của mình. Đối với thầy, khi một người mà có được những nét chữ đẹp thì điều đó thể hiện cái vẻ đẹp gì ở họ? Các cụ thì thường nói là nét chữ nết người. Thế nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi. Đấy, một phần thôi, tại vì là có nhiều cái nó có thể hiện được cả nét người. Thế nhưng mà trong cái lĩnh vực là về chữ đẹp mà tôi đã giảng dạy được tương đối nhiều năm rồi, thì tôi nhận xét là những người mà có chữ đẹp hoặc là biết cách để viết chữ đẹp thì thường thường đó là những người rất là chín chắn,
Thứ hai là trong công việc, học tập cũng như lao động, người ta là người rất là cẩn thận. Đấy. Mỗi lần lên lớp học viết chữ như thế này thì nó đem đến cho chị những cái lợi ích gì? Chữ chứ, tại vì là chữ mình cũng không đẹp lắm ấy. Thì mình rất là muốn học được chữ, mình đang rảnh. Vì vậy thấy là ngại, tuy nhiên đến lớp rất là thú vị và thoải mái, thành ra là tinh thần rất là thoải mái. Tại vì là đến đây mình rất quan trọng là chữ mình đẹp, mà khi mà chữ mình đẹp hơn thì mình sẽ rất là vui. Quả thật là vậy, khi có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta nên dùng nó để trau dồi cho những kỹ năng trong cuộc sống, và việc rèn luyện chữ viết cũng nằm trong số đó. Thời gian lên lớp nó cũng là một khoảng thời gian riêng để tôi tách biệt với công việc hàng ngày, bỏ qua những ưu phiền trong cuộc sống, khi không khí ở đây rất tĩnh lặng giúp tôi tập trung vào việc luyện chữ. Vâng, ngày hôm nay khi được có mặt tại lớp luyện chữ của thầy Tuấn cùng với các bạn học sinh rất là nhỏ tuổi ở đây, tôi lại có một cảm giác rất là đặc biệt. Nó khiến tôi gợi nhớ lại một thời mình đi học cấp 1. Đến đây tôi không chỉ được rèn luyện chữ viết mà nó còn làm cho tôi nhận ra những giá trị quan trọng, những dòng chữ viết đẹp đem lại cho con người. Vậy hy vọng rằng mọi người hãy dành ra chút thời gian để có thể rèn luyện và trau dồi cho chữ viết của chính mình. Luyện viết chữ đẹp không chỉ là để rèn chữ mà còn là để rèn người. Và chính vì vậy, dù khoa học công nghệ có phát triển đến đâu thì viết chữ tay vẫn luôn rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Tạm biệt lớp luyện chữ của thầy Tuấn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế cập nhật.